Wow, cái giỏ đựng bé trái cây nè mọi người. Cuối cùng thì tôi cũng đã chế được cái giỏ này rồi. Mọi người đã chế được chưa? Hello mấy bà, lại là tôi Queen Chu Che nè. Chào mừng mọi người đến với video mới của Queen nha. Và như phần tiêu đề thì mọi người cũng biết là hôm nay thì tôi sẽ thử mở hết tất cả các bé trái cây ở trong Play Together nha. Mọi người đã làm hết sự kiện chưa? Sự kiện đợt này đồ rất là xinh luôn, đồ táo. Tại vì đồ táo dễ thương quá cho nên hôm nay tôi mặc đồ dứa nha mọi người. Giỡn thôi, giỡn thôi. Trước khi mà mọi người xem hết video thì mọi người nhớ bấm dùng Queen nút đăng ký, nút thông báo và nút like để mà Queen có động lực ra video mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi bây giờ bắt tay vào chủ đề chính nè. Tổng cộng mình có bao nhiêu con bé trái cây ra? Đố là biết á. Rồi giờ đếm cùng tôi nè. 2, 3, 4, 5, liu liu. Mấy bà chuẩn bị đi học hết hè rồi. Thôi không có giỏi nha, chọc xíu cho mấy bà vui đó. Hiện tại thì tôi đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả trứng chưa mở. Và tôi đã mở được 2 quả rồi. Thì bây giờ mình mở thử tất cả các quả trứng còn lại của tôi coi coi ra được những con VIP không nha. À quên nữa, tôi còn mấy trăm xu bingo táo tôi còn chưa mở nè mọi người. Bây giờ mở hết với tôi thử coi có ra được quả trứng nào nữa không nha. Let's go. Tôi đố mấy bà nè, với 496 xu táo bingo á thì tôi mở được bao nhiêu hộp á, mấy bà comment ở phía dưới cho tôi biết nha. À quên nữa mấy bà có để ý á, là mấy cái xu bingo này nè, nó có hay ra mấy cái thẻ xanh với lại là cái thẻ vàng cho mình không? Ai mà chưa full thẻ như tôi á thì nhớ để dành xu để mà mở mấy cái này nha. Mấy bà đừng có mở mấy cái 200 nó phí lắm. Mấy bà cứ bingo ngẫu nhiên 20 xu cho tôi thôi, nhiều khi nó còn hơn nha. Ủa mà từ nãy giờ nói chuyện với mấy bà hình như tôi chưa mở được cái trứng nào luôn á. Thường tôi mở ra trứng dễ lắm mà trời. À đúng rồi, mấy bà có biết là cái trứng số mấy không? Bây giờ đố cho mấy bà biết cái trứng nằm ở số mấy á. Tôi nãy giờ tôi không để ý luôn nha. Trời ơi, ra thẻ quá trời mà không có thẻ nào níu trơn á. Tôi còn thiếu có 2 thẻ mấy bà, mà 2 thẻ vàng nữa. Trời ơi, khó ghê luôn á, chưa có tới full thẻ nữa. Ai mà full rồi cho xin mấy cái thẻ dư với nha. Mèo. Ủa nãy giờ là hộp thứ bao nhiêu rồi, bà có đếm không? Nãy giờ tôi nhờ đếm giùm mà sao bà không đếm, giận thiệt chứ. Thôi bây giờ trong lúc đợi nó bingo hết xu thì tôi sẽ hát cho mấy bà nghe một bài nha. Chắc là đó giờ bà coi like tôi và cũng nghe tôi hát nhiều rồi nhưng mà chưa nghe tôi hát đàng hoàng đúng không? Thì hôm nay nhân tiện là có một cái video mới trên IT thì tôi sẽ hát cho mấy bà nghe một bài rất là hoàn thiện luôn. Thì bài đó rất là nhẹ nhàng mọi người, bài này đang trending luôn. Tôi nghĩ là ai cũng sẽ biết bài này thôi. Thì bây giờ đố mấy bà biết được tôi đang hát bài gì đó. Ủa mà sao mấy bà biết được đúng không? Rồi bây giờ bắt đầu hát thử luôn nha, cho bà thử coi bà biết không nha. Ủa hết xu rồi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ủa gì trời, game kỳ ghê. Đang tính phục vụ văn nghệ cho quý vị khán giả mà tự nhiên á cắt ngang đam mê của tôi, kỳ cục thiệt chứ. Thôi vậy hẹn mọi người dịp khác nha. Khi nào rảnh rảnh hết thì vô đây tôi hát cho nghe. Bây giờ thì đặt mấy cái chuồng ra và bắt đầu mở bét chung với tôi. Nãy giờ nãy giờ tốn gần 500 xu á mà mở không có ra cái trứng nào hết trơn. Tôi nể tôi ghê luôn trời, tay thúi nhất ghê. Tại vì bây giờ tôi chỉ có 7 cái trứng thôi nên tôi mở từ từ 3 cái cho nó hồi hộp chơi nha quý vị. Rồi quý vị ơi, đầu tiên là đặt 3 cái con bét vô cái thảm nè, đặt 3 con vô. Bây giờ mọi người chọn đi, con đầu tiên là VIP hay không VIP, ai mà đoán đúng ai cho... Trời gì trời, không cho gì hết trơn nha. Thôi, ai đoán đúng không đúng gì thì xem tiếp nha quý vị. Nè, đầu tiên tôi mở được con bơ nè, hên hết sức không? Nói vậy mà cũng ngọng nữa, mệt ghê. Rồi, số gì đây, con số gì đây? Ai mà đoán trúng nhớ comment dưới nha. Một là VIP, hai là không VIP thôi nha. Mấy bà còn 3 giây nè. 1, 2, 3. Cà chua tươi hả? Không tươi lắm nha. Không tươi lắm nha. Nhìn cũng quể quể đó.
Thôi tiếp tục qua cái chứng số 2 nè. Bây giờ sao? 1 là VIP, 2 là Luxury, 3 là VIP, 4 là Luxury, 5 là VIP. Ủa nói vậy trời, còn 3 giây nè. Comment lẹ mọi người ơi. Mẹ lẹ. Còn gì đây? Đào dẻo dèo đảo. Chê nha chê. À nhưng mà không có ra con trùng là hên rồi. Bà nãy giờ bà để ý không? Chưa có con nào trùng với con nào hết trơn á. Rồi tiếp tới luôn. VIP, yeah. Ô, con Việt Quốc này xinh lắm nè. Con Việt Quốc này tôi cũng mê lắm nha. Ai cha, hai con Luxury, một con VIP. Ok, ngon ngon. Tiếp nha mấy bà. Mở lẹ lẹ ba trứng tiếp theo luôn nha. Tôi nôn tôi ra hết quá à. Tại vì tôi muốn đặt hết tụi nó vô cái chuồng á. Coi như thế nào á, coi đáng yêu không. Dâu, yeah. Trời ơi, nãy giờ không con nào trùng với con nào luôn. Hết dữ trời. Ủa sao nay tự nhiên tôi mở bếp nhân phẩm dữ mấy bà. Tự nhiên tay thơm đích lạ luôn á. Nè tiếp nè. Đó thấy chưa, quýt chua không trùng luôn. Ủa cái gì vậy? Nãy giờ không có con nào trùng với con nào hết trơn mấy bà. Tôi có 7 trứng mà tôi mở sẵn 2 trứng là tổng cộng 9 trứng rồi bà. Trời ơi anh Đào. Ủa con này tôi chưa có mà sao nó không hiện new ta. Ủa con này tôi không, không có luôn, không trùng luôn. Nè coi tôi mở trứng cuối cùng rồi nha. Trời không còn thức ăn luôn, hỏi xài kim cương luôn. Trứng cuối luôn nha. Con này ra con gì nè. Trời ơi VIP con dưa lưới. What? Mở không có con nào trùng với con nào luôn. Trời ơi trời, gọi Nguyên Lê là sư phụ. Mở trứng bét má ơi. Sao mà đỉnh dữ vậy trời. Ê mà mấy bà để ý con dưa lưới này mắt nhìn giống u nì á. Giống thiệt luôn á. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt chúng nó vô mà cái vỏ hồi nãy tôi mới chế tạo nha mọi người. Ê hình như là tôi full hết bét trứng rồi. Ủa lộn, full hết bét trái cây rồi đúng không. Ủa cái gì mà xịn dữ vậy trời. Thiệt luôn á, tôi không tin là tôi mở như hên vậy luôn á. Ê mấy bà nhìn nè, cái vỏ này nó bự dữ vậy trời. Trời ơi cái vỏ nó bự bằng gần bằng cái chuồng bét màu hồng luôn kìa. Thôi tôi đặt lại nó ở đây nha. Hình như cái này đựng được 6 con hay sao, 6 con hay 8 con ta. Ai mà chế được cái này rồi á thì tiện lắm mấy bà. Đựng một lần được mấy con luôn. Yeah xong rồi, giờ đặt vô thử nha. Để tôi coi có bao nhiêu vị trí con bét này ta. Bấm vô đây, 1, 2, 3, 4. À quên nữa, trước khi mà bỏ vô cái hộp á là tôi phải bỏ, ồ lộn, tôi phải đổi tên tất cả cái con bét này thì cái đã. Tất cả các con bét của tôi đều mang họ ộp của ba hết nha mọi người. Ví dụ như con dưa lưới thì tôi sẽ đổi thành là ộp dưa lưới. Con anh đào thì nó sẽ tên là ộp anh đào ha, nó vẫn họ ộp thôi nhưng mà cái con nào nó vẫn là tên đó nha mọi người. A few moments later. Yeah xong rồi, bây giờ đặt vô nha. Thôi giờ đặt khỏi theo thứ tự đi, nó có 6 con rồi mọi người ơi. Đặt đại vô nha, còn mấy con ngoài kia lẻ lẻ tôi đặt vô chỗ kia. Hả, cứ đặt ngẫu nhiên vậy thôi chứ tôi cũng không biết đặt theo thứ tự làm sao nữa. Trời ơi trời, mấy con này tôi thấy dễ thương quá bà ơi. Y chang như là cái vỏ mà đựng trái cây, đúng là cái vỏ đựng trái cây luôn á. Mà tại mấy con bé của tôi nó còn nhỏ quá, muốn tôi nuôi nó bự là y chang như là vỏ đựng trái cây vậy đó mấy bà. Mấy bà đợi tôi nuôi lớn nha. À bà nào mà hay vô nhà tôi chơi á, nhớ ghé ngang đây chăm sóc nha. Ui đựng con capybara được luôn. Ngon. Bà nào nhiều capybara thì chế cái vỏ này nè, đựng capybara cho nó đỡ tốn vị trí mấy bà. Đó còn ba con này thôi tôi để nó gần gần lại chỗ này đi. Bà nào vô nhà tôi nhớ chăm sóc mẹ em cho mẹ em mau lớn nha. Yeah, và cuối cùng thì tôi cũng đã mở hết tất cả các bếp trái cây trong game rồi. Đây là lần đầu tiên mà tôi mở nhiều bếp tới như vậy luôn á. Hồi xưa tôi mở mấy con kia toàn bị trùng thôi à, với lại là không có đủ kim cương để mở mọi người. Trời ơi lần này xịn. Bà nào đã mở được hết tất cả các bếp trái cây rồi thì nhớ comment tên bên dưới để mà tôi kết bạn với nha. Còn bây giờ thì video dài rồi, bye bye mọi người nha. Mọi người đừng quên là bấm đăng ký và bấm like để mà tôi có động lực ra video cho mấy bà coi nha. Bye bye, mãi yêu mong à. Yeah.